Kỳ Lân chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Kỳ Lân xin mời tất cả mọi người xem Kỳ Lân review. Kỳ Lân giới thiệu một cặp nhà mà Kỳ Lân mới vừa mua ở khu Cityland Gò Vấp. Khu này thì rất là sang, rất là sáng và rất là thoáng. Trước khi mua cặp nhà này thì Kỳ Lân có tìm hiểu rất kỹ khu này. Vì quyết định mua đầu tư thì mình phải tìm hiểu rất kỹ. Và cặp nhà này theo Kỳ Lân nhận định thôi nha, là khu nhộn nhịp và vui nhất theo Kỳ Lân thôi. Bởi vì đây là một cái trục đường gọn có 18 căn liền kề nhau. Và hai bên đầu của dãy này, hai bên luôn là hai bên dãy shophouse. Shophouse rất nhộn nhịp về mua bán. Phía trước nhà rất là thoáng, với không gian thoáng cực kỳ luôn, thoáng lắm. Là trống nè, phía trước là nguyên vỉa hè dành cho mình luôn, thành ra đậu xe đồ thoải mái vô cùng. Cộng với hầm nhà của xe rồi, phía trước kia là khu trung tâm thương mại dịch vụ. Và còn nguyên một bãi đất trống để dành phần sẵn đó để là làm theo Kỳ Lân tìm hiểu thì trường quốc tế gì đó. Quan tâm là nhất trục đường này gọn thoáng, phía trước của vỉa hè rộng và hai bên là shophouse nhộn nhịp. Dãy nhà mình hai căn rất đẹp. Và bây giờ thì Kỳ Lân mời tất cả mọi người xem không gian cũng như là diện tích bên trong của nhà. Mời bây giờ mình đi căn này trước nha, xong xíu mình ra mình đi căn bên kia. Wow, đầu tiên là trống. Trống cái gì đâu có gì đâu. Chủ đầu tư mới bàn giao nhà thô thôi nên là toàn bộ bên trong là trống hết. Mỗi một căn như thế này thì chiều ngang là 5m, chiều dài là 20m, nhưng mà diện tích xây dựng thì có chừa ở phần sau và phần vỉa hè cũng chừa cái sân. Rồi, những cái ưu điểm, cái đặc biệt là hầm ô tô luôn luôn là đặt lên hàng đầu, xu hướng bây giờ là như vậy, phải có chỗ đậu xe. Wow, rộng hơn là tầng trệt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hầm là xây luôn ở phần đằng sau, không có chừa. Đó, chừa luôn, vuông lên sau, dài. Chỉ có phía trước vỉa hè ngay chỗ cái cửa cuốn để đổ xe chạy lên chạy xuống nè thì cũng mất mấy mét. Bây giờ nhà phố hiện đại nào mà có hầm nhà là thường nếu như để xe ô tô hoặc để xe nhiều thì dùng, không thì đa số mình thấy để xe ở ngoài hoặc ở đâu đó hoặc là một góc nào để xe thôi. Nếu mà không đi ô tô nha thì phân một góc để xe, còn lại là cái hầm này người ta vận dụng làm nơi để kinh doanh mua bán, quán ăn hoặc là shop rất nhiều. Ở mặt ngoài thì hầu như là theo thiết kế rồi, giống nhau hết. Bên trong cũng thiết kế nhà thô giống nhau hết, chỉ khác nhau là hướng với lại tùy căn góc. Nãy là hầm trệt, bây giờ lầu 1 nè, rất rộng. Chỗ đây thì mình có thể làm thang máy. Thì cặp này Kỳ Lân tính xây dựng là sẽ thông tường gộp hai căn thành một. Rồi tiếp tục xin mời camera đi lên lầu 2. Đây là không gian lầu 2. Hầu như là tầng nào cũng trống như nhau hết. Và thang bộ thì đi dọc tất cả các tầng. Ngoài tầng hầm ra thôi là full ở dưới hết. Còn lại trệt là 1, là 2, là 3 thì hầu như là vừa mới xong một chút. Cái ưu điểm mà khi mình nhận nhà thô như thế này á thì mình đừng cái là mình sẽ thiết kế lại, mình làm bên trong lại theo ý muốn của mình. Đây, cái đây là cái ban công của lầu 2. Chứ một căn thì chỉ có một bên này, đúng không? Thì hai căn nó sẽ rất rộng. Gộp lại bên này và bên kia thì cũng có một cái duyên và rất là may mắn, vì để mua được hai căn mà liền nhau thế này rất là khó. Bởi vì khu này đã hoàn thiện và hầu như là đã có người ở đông đúc rồi, mà mình tìm một cặp liền kề nhau thì hơi khó, mà mua được cũng hơi khó. Phía trước nguyên cái khu trung tâm thương mại đang xây dựng, đó tên là hướng bên kia. Đây là trường quốc tế, nghe nói sắp chuẩn bị xây gì đó. Lầu 3 cũng là lầu cuối cùng của căn nhà này. Lầu 3 thì rất là thoáng, rất mát. Những lúc mà làm việc, những lúc mà mệt mỏi thì mình ra đứng hóng gió cũng được. Là mình ngồi không gian riêng, mình ngồi mình chill riêng cũng được. Mình có thể làm đẹp lên. Bởi vì đây là nhà thô, không có gì hết nên là mình làm đẹp như thế nào là do mình muốn. Ở đây mình trồng mấy cây cũng được nè, ngon lành luôn. Quan trọng là muốn hay không muốn thôi. Rồi tiếp tục hành trình, mình sẽ đi xuống dưới và đi qua căn bên này. Chưa được bởi vì chưa có thông. Lẽ ra là mình phải thông rồi mình đi qua được. Bây giờ thì phi qua không có được nên bắt buộc phải đi đường vòng. Nếu như mà thuê để làm trường mầm non thì tuyệt vời nè. Hoặc làm những dịch vụ văn phòng rất ok. Cẩn thận nha, đi camera cẩn thận nha. Cầu thang này là cầu thang thô, chưa có làm hành lang cầu thang đâu. Đường hầm xuống hầm nè. Hai cái hầm này mà thông vách với nhau là 10m rộng thênh thang. Wow 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 wow, không có gì hết. Bởi vì nhà thô vẫn như nhà bên kia. Mình xe mình đổ bên kia đi. Đổ bên kia. Đúng không? Thì cái vỉa hè mình luôn luôn rộng rãi và thoáng mát, trống trải. Nó đậu ở ngoài nha, còn nếu vô hầm thì vô tư xe đậu. Hồi nãy là mình đứng bên kia, bên ban công bên kia.
Cái này mình thông qua. Hồi nãy mình đứng bên kia đúng không? Là mình thấy chính diện là bên kia đối diện cái sau lưng nhà mình là có một cái nhà hàng xóm. Thì hai bên cũng sẽ thông qua luôn. Là mình có thể làm một không gian riêng để ngồi chơi ở đây được, vô tư thoải mái luôn. Khu ban công ngoài, ban công lớn, ban công của tầng cao nhất, rộng theo kỳ lân nhà định là 5m rộng, nếu thông dách thành 10m rất rộng. Đây là nhìn toàn cảnh. Hồi nãy kỳ lân nói đó, hai bên là có hai dãy nhà shop house. Bên kia thì có căn diện tích rộng hơn 5m rưỡi, rộng hơn, nhưng mà ngược lại thì không có tầng hầm. Phía trước thì rộng thoáng. Đây là hướng đông rất đẹp cho mình, vì kỳ lân hợp với hướng đông, đông nam luôn. Buổi chiều có bóng mát, rất mát. Hai bên kia thì nắng hơn, bên này thì được cái là mát hơn. Trong cây cảnh cũng đẹp nè. Hoặc là làm một không gian ngồi để mà buffet BBQ hoặc là phần trà, rồi đánh cờ, làm cái hồ cá coi nhỏ nhỏ, nước chảy róc rách, rồi đâm bộ lên ha. Có tầng hầm của căn nhà thứ hai có diện tích rộng hơn những tầng trên, và cái cầu thang để dẫn lên tầng trệt rất là gọn, gọn ở một góc và xinh xắn. Còn cái cầu thang ở trên những lầu trên thì ở chính giữa nhà. Rồi, và diện tích thoáng rộng cho đến ngay cái mí cửa cuốn này. Còn lại là phía trên kia là cái dốc để sổ dốc vào hầm. Một bên là đường đi để lên tầng trệt. Cầu thang để đi lên tầng trệt rất là gọn nè, ông nằm một góc gọn. Mình chỉ việc là làm trang trí cho đẹp là đẹp. Sẽ làm đèn tự động vô, đèn cảm biến khi mình bước lên tới đâu thì đèn sáng tới đó. Sáng như thế, lên lầu. Đi tay nè, ở dưới đây là ngay phía trước này là cái dốc sổ giấy xe xuống hầm. Thì bên hông đây là đường để mình đi, lối đi bộ